Đại nhân, đại đệ tử Linh Thạch giáo Minh Hoàng cùng với một số giáo chúng đã bị bắt giữ, còn một số thì vẫn đang lẫn trốn. Chúng thuộc hạ đang ra sức truy bắt về quy án. Minh Hoàng, Linh Thạch giáo của các ngươi tùy tiện nhiễu loạn dân chúng, lấy lý do giúp người, thực chất là gạt tiền. Ngươi có biết tội hay không? Đại nhân, giáo chủ chúng tôi một lòng vì dân, ngài dùng phép tiên cứu độ là vô cùng xác thực. Rất nhiều người có mặt ở đây cũng từng nhận ơn đức của giáo chủ chúng tôi. Đại nhân, ông ngang nhiên nói giáo chủ chúng tôi nhiễu loạn dân chúng, có chứng cứ gì không? Biết trước ngươi sẽ nói vậy mà. Lý Tu Duy, Phương Chí Bằng tham kiến đại nhân. Hai người mau nói cho hắn biết Linh Thạch giáo làm cách nào để gạt người. Dạ đại nhân. Sở dĩ bá tánh trong Trấn Hữu Đức nhìn thấy cái gọi là hiện tượng ban ơn không phải do giáo chủ các người dùng phép, mà là bởi vì các người đã dùng loại nhang trầm này đây. Trong nhang trầm này có chứa loại thảo dược quỷ diện thảo và thiên tiên thảo. Hai loại thảo dược này đốt chung với nhau sẽ làm cho người ta sinh ra hiện tượng lạ. Chẳng những chúng dùng nhang trầm để lừa gạt, chúng tôi còn điều tra được thiện tính hôm đó được thiện hành chữa lành đôi chân đó chỉ là một kép hát nhận tiền để đóng kịch mà thôi. Đó là thời gian chúng tôi nhìn thấy giáo chủ có thể ngồi giữa không trung mà. Tại sao vậy? Để tôi không chạm đất cho mọi người coi. Chà, cũng là không chạm đất thiệt mà. Đúng rồi, lợi hại thiệt. Chỉ cần có giá gỗ này che đậy kỹ lưỡng, vậy thì ai cũng có thể không chạm đất. Từ đầu tôi đã nói hắn lừa gạt rồi. Cô Tỷ anh Minh, cô Tỷ giỏi lắm. Chỉ là chiếc xe gỗ thôi, đáng là gì chứ? Nhan trầm có thêm thảo dược gì, thiện tính nào nhận tiền là mồi, tất cả tôi đều không biết. Tại sao đại nhân nhất định trách tội giáo đồ Linh Thạch giáo của chúng tôi chứ? Không chừng là có đệ tử tự ý quyết định, còn không thì có ai đó âm thầm sắp đặt vu oan giáo họa, muốn hại Linh Thạch giáo chúng tôi mang tiếng. Ông đã nói trúng một nửa. Đích thực đệ tử của Linh Thạch giáo có gây ra những hành vi sai trái, nhưng kẻ chủ mưu sắp đặt trong chuyện này chính là ông. Minh Quang, ông còn nhớ dự ngôn nạn lửa không? Lửa? Giáo chủ thần thông, đêm nay Trấn Hữu Đức sẽ có một nạn lửa. Tôi nhớ, vậy thì sao chứ? Ông nhớ lại được rồi. Thật ra đó hoàn toàn không phải là dự ngôn gì hết, chỉ là một màn kịch do một tay các người sắp đặt mà thôi. Mục đích là muốn làm cho tất cả mọi người đều tưởng đâu ông thật sự có thể biết trước được tương lai. Và kẻ phóng quả chính là Trần Bỉnh. Thực tế tôi không biết ông đang nói gì. Trần Bỉnh phóng quả liên quan gì tới tôi? Không liên quan tới ông, nhưng mà có người nói chính ông xúi dục. Chúng ta xin mời Lão Mạch Dạ Kê. Đúng rồi, bẩm đại nhân, là tên A Bỉnh kêu chúng tôi làm gì cho hắn thôi. Hắn còn kêu chúng tôi ở tấn công Võ Giả Quan nữa. Bởi vì Minh Quang sợ bí mật của nhan trầm bị người ta tiết lộ. Võ Giả Quan? Có ai gọi tôi là Võ Giả Quan vậy? Cho nên đã tìm đủ mọi cách sai người ăn cắp cục nhan trầm đó. Còn có lần xém chút lấy mạng của tôi nữa. Đại nhân, chúng tôi chỉ nhận tiền làm việc thôi. Có điều chúng tôi làm biết bao nhiêu chuyện, nhưng mà bấy lâu vẫn chưa nhận đủ tiền. Chúng tôi và Bỉnh giận lắm. Làm việc xong không chịu trả tiền, giúp hắn thì phóng quả, là giúp hắn đánh người nữa. Giờ hắn được chút tiền thì hắn thì phải từ chối. Đúng ra thì đóng cửa nói chuyện tưởng đâu không có ai biết, ai ngờ bị ông chủ võ lâu lâu mới ra ngoài nghe được hết. Có thể nói đây là lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát đó. Phải rồi, giải bọn chúng ra ngoài. Dạ. Bởi vì bấy lâu Trần Bỉnh cứ đòi tiền của ông, cho nên ông quyết định đã làm thì làm cho trót, giết hắn bịt đầu mũi. Tôi nói có đúng hay không? Người đã chết rồi, các người muốn nói gì chẳng được. Các người có thể nói phóng quả giết người đều là tôi sai khiến. Bọn họ nói có, các người cũng tin. Tôi nói không, các người có tin hay không? Nhân chứng thì ông không phục, chúng tôi còn vật chứng nữa. Có một chuyện có thể lòng không biết. Chân của bàn gỗ ở hậu viện quyền y cát, hôm xảy ra vụ án trước hoàng hôn, vừa mới quét xong một lớp sơn mới. Nhưng qua ngày hôm sau khi chúng tôi phát hiện thi thể của Trần Bỉnh, không ngờ lớp sơn ở chân bàn gỗ đó đã bị lem đi. Vậy tức là sao chứ?
Vậy tức là sao hả? Trên người Trần Bỉnh không có lớp sơn đó, có nghĩa là có thể hôm đó có kẻ đã từng vô hậu diện đó trước khi Trần Bỉnh chết. Không cần phải suy nghĩ nhiều, người đó rất có thể là hung thủ. Các người định làm gì hả? Buông ra. Đại nhân, thực tế tôi không có tới Quyền Y Các. Lớp sơn đó có thể chỉ là... Thực tế ông không tới Quyền Y Các, làm sao biết Trần Bỉnh bị chết ngạt chứ? Kẻ gây án chắc chắn là người làm nhiều chuyện bất nghĩa, cho nên mới có kết cuộc chết ngạt như vậy. Tất cả những chuyện này đều là quả báo. Chúng tôi chỉ nói với mọi người hai tin tức là hắn đã chết và sau gáy có vết thương mà thôi. Tô Đại Nương cũng tưởng đâu bản thân mình đã đánh chết người. Ông biết hắn chết ngạt, tại sao chứ? Chỉ có một lý do, bởi vì ông chính là hung thủ. Thì ra là vậy. Nếu chúng tôi đoán không sai, trước khi Trần Bỉnh chết đã từng uy hiếp ông. Chừng nào ông muốn trả luôn phần còn lại cho tôi? Điên rồi sao? Dám tới đây tìm tôi? Ông không đưa thì tôi đi tìm quan phủ luôn đó. Ông đừng quên bản thân ông đã làm gì, dám tới quan phủ hả? Có gì mà không dám, cùng lắm là nói ra hết những chuyện xấu của ông thôi. Dù sao cũng phải chết, đương nhiên chết chung với ông rồi. Đã xong rồi, quên thật sự gặp hắn nói chuyện sao? Cái gã keo kiệt đó không tới nhà đòi hắn, hắn không chịu đưa đâu. Cậu đi nói cho Lão Bạch biết đi, thời gian này cố gắng lẫn trốn nha. Tên Minh Quang đó có thể tới nhà trả thù đó. Tôi quên luôn đồ đạc, rồi tối nay cùng đi hả? Liễu hồn đi. Ông tới làm gì? Ông muốn gì chứ? Người nói đúng lắm, dù sao cũng phải chết, tại sao không phải một mình người chết? Đúng là khốn kiếp. Ngươi không chỉ muốn giết Trần Bỉnh, còn muốn giết luôn tất cả mọi người ở trong trấn Hữu Đức. Ngươi đúng là lòng lan dạ sói, tội lỗi khó tha. Bây giờ ông còn nói tôi giết hết mọi người ở trong thị trấn. Ông nói thôi, ông dựa vào đâu? Có ai thấy không? Có chứng cứ gì không? Nếu như không thì đừng có vu khống. Trời, sao lại tạt tôi? Không có gì, để lấy chút nước giếng tạt vào ông thôi. Hả? Nước giếng? Ông bị điên rồi sao? Chuyện gì vậy? Sao sợ nước giếng tới vậy? Có phải biết có bí mật gì không? Thuốc giải! Đưa thuốc giải cho ta! Hả? Có thuốc giải! Có người bị tạt nước giếng liền đòi lấy thuốc giải. Tại sao chứ? Bởi vì hắn biết nước giếng có độc. Bởi vì chất độc trong nước giếng là do linh thạch giáo các người bỏ vào. Hại lòng chúng tôi. Đằng kia bắn nước thánh, đúng là lừa gạt. Minh Quang, chứng cứ đã rành rành, ngươi không thể xảo biện. Ngươi đâu? Dạ. Giải tất cả bọn chúng vào đại lao. Tất cả đệ tử, tội chết có thể tha, tội sống khó tha. Minh Quang, lập tức xử trảm. Muốn trảm ta, ta không phục. Đừng mà. Đại nhân khai ân đi, giao xin mọi người đừng có làm hại Minh Quang. Minh Quang ơi, mau nhận lỗi đi, xin đại nhân tha mạng cho huynh đi có được không? Minh Quang, đừng có tiếp tục sai lầm nữa. Người nói cái gì vậy? Tôi Duyên ơi, huynh là bạn thân của tôi, huynh giúp tôi đi. Quỳnh giúp tôi đi, Quỳnh cho tôi cứu Quỳnh ấy đi. Lúc tôi còn nhỏ, không có cơm ăn, chính Quỳnh ấy đã cho tôi ăn no đó. Lúc nhỏ tôi không có áo mặc, chính Quỳnh ấy lấy áo cho tôi mặc. Bởi vì Minh Quang, tôi mới không bị ăn hiếp đó. Tôi Nhiên, hắn lợi dụng cậu lừa gạt mọi người thôi, cậu còn binh vực cho hắn. Quỳnh ấy đã từng cứu tôi mà. Minh Hoàng, Quỳnh không cần lo lắng đâu, tôi biết phán công mà. Mau tránh ra đi. Thiện Hành, tôi điên cùng đây. Tự nhiên ngươi chạy ra, ngươi nói một câu đã hại chết ta rồi. Tâm trí của Thiện Hành chỉ là một đứa bé 10 tuổi. Ngươi gạt cậu ta nó có pháp lực, rồi đưa cậu ta đi lừa gạt khắp nơi. Uổng công cậu ta bấy lâu binh vực cho ngươi. Chính ta là người đã cứu hắn, ta đưa cơm cho hắn ăn. Nếu không hắn đã chết rồi, trách ai được chứ? Kẻ không có quyền trách chính là ngươi đó. Nếu ngươi chịu dừng lại sớm hơn thì không có gây ra đại họa. Người đáng trách không phải là Thiên Hành, là bản thân ngươi.
một chữ tham đã hại chết ngươi. Giải hắn vào đại lao. Dạ. Đừng tới, ta sẽ giết hắn đây. Huynh đệ. Cậu sao rồi? Tiến hành. Tiến hành. Đi sợ. Tôi sẽ cứu cậu. Tôi sẽ cứu cậu. Quên không có pháp lực, quên không cứu được tôi đâu. Cậu khoan nói mấy chuyện này đã. Cậu ráng lên đi. Tôi Duyên ơi, tôi sợ lắm rồi. Trước giờ Quỳnh cũng biết tôi sợ tối lắm. Tại sao xung quanh càng lúc càng tối vậy? Thiên Hạnh, Thiên Hạnh, tôi sẽ cứu cậu. Tôi sẽ cứu cậu. Tôi sẽ cứu cậu. Để tôi chữa khỏi cho cậu ta đi mà. Cho tôi chữa khỏi cho cậu ta đi mà.